Ngày ấy xa rồi, ngày ấy ngẩn ngùi, từng bước chân vội tìm về chốn lãng quên. Người quyết xa người, người cố quên đời, đời đã cho người điệp chung những đắng cay. Cố sâu một thời chót qua, cố sâu dòng lệ cũ xót xa, dĩ vãng đau thương vui chôn. Cố bước một lần để mãi xa, cất bước để lại những thiết tha, cố sống cho xong một đời. Cất bước một lần để để lại những thiết tha, cố sống cho xong một đời. Ngày ấy xa rồi, người mãi xa người. Em vô đi. Vô đi. Để đóng cửa cái. Đi, đi vô nhà. Sao tay em run dữ vậy? Nè, nghe lời anh nha. Hít thở sâu vô, thở ra. Sao rồi? Có đỡ hơn không? Ừ. Trời ơi. Chứ không mà. Bây giờ đã tới nhà rồi đó. Trước sau gì cũng phải vô thôi, đi. Ba mẹ ơi. Ba mẹ. Dạ, thưa ba mẹ. Gì đó con? Ba mẹ. Con giới thiệu với ba mẹ, đây là Mận, bạn gái của con. Dạ, cô chào hai bác. Hai đứa ngồi xuống đi con. Dạ, ngồi xuống đi. Bác nghe anh Tuấn nói gia đình con sống ở bên Tàu phải không? Dạ. Gia đình con ở đó lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Trước đây gia đình con làm gì? Ở đâu? Dạ, hồi đó gia đình của con sinh sống ở trên ghe. Rồi lúc mà anh ba con bị bệnh, má con á bán cái ghe rồi đi lên bờ. May mà gặp gia đình của ba má hai cho tá túc cho tới giờ. Vậy là gia đình con ở nhờ thôi hả? Dạ. Ở nhà con có biết nấu nướng gì không? Dạ con biết. Con gái á thì phải biết nấu nướng, việc nhà phải biết gián khéo thì sau này mới trông coi gia đình được. Dạ. Thôi con ngồi chơi nghe, để bác đi xuống bếp. Dạ, để con phụ bác nha. Phụ hả? Nè, con xuống lặt rau giùm bác đi, rồi bác xuống bác nấu nha. Dạ. Ba mẹ, để con đưa Mận xuống rồi con phụ Mận luôn nha. Dạ. Đi. Vô đây. Bữa giờ ông có làm cho bà Tám không? Cũng lai rai bà ơi. Bên đó nhiều hàng về lắm á, tranh thủ qua phủ bà. Chiếu quà, dán ghê, đã được lắm luôn á. Khách khứa gì kêu cà phê 3-4 lần mới trả tiền một lần. Hàng xóm kiểu này thấy không ham rồi đó. Nhà cha kỳ phải không? Thì đó đó chứ ai. Bởi vậy cha nó kỳ cục lắm á. Chị gây với trả hoài á. Thôi hai ơi, miễn sao có trả tiền được rồi. Khách có người dày người khác, gây làm chi. Hai ơi. Hả? Mình còn nợ tiền nhiều không? Còn 9 triệu. Xuống được tới đây là cũng mừng lắm rồi á.
Ừ, trái trời sao mà từ giờ tới cuối năm trả được bức nợ đi. Qua sang năm á là bắt đầu để dành tiền cưới vợ cho thằng Hiếu. Ờ. Thằng Hiếu nó muốn cưới vợ dữ lắm rồi. Con nói thằng Hiếu muốn lấy vợ hả? Dạ anh hai. Nó nói nó quen con Di gì ở bên hẻm cây dừa á anh hai. Bây giờ tụi tới tuổi lấy vợ lấy chồng hết rồi. Nhớ hồi đó đó, mấy má con cô ở Phiêu Bạc tới đây thấy thương quá. Tha hồ mà làm. Bà cứ yên tâm, tụi nhỏ không phải sợ thất nghiệp nữa. Đợt này công việc cũng nhiều. Ngày đó nếu má con em mà không gặp anh chị hai, không biết giờ này trôi nổi phương nào rồi. Ngẫm lại thấy má con em có phước lớn. Ây da, ây da, đau con người ráng lên con. Đau quá. Ây da, có ai không? Có ai không muốn con tôi với? Đau quá. Anh ơi, có chuyện gì vậy cô? Con còn tôi với, nó bị đau bụng, tôi không biết phải làm sao hết. Giúp giùm tôi với. Anh ơi, bệnh viện có gần đây không anh? Thôi được rồi, cô cõng nó lên xe đi, để tôi chở đi bệnh viện cho. Dạ cảm ơn anh, cảm chứ ơn anh nhiều lắm. Chứ ở đây đâu có ai đâu. Dạ, ráng lên con. Ráng lên con ơi. Lên lên. Cẩn thận con. Ráng lên con ơi. Cô đứng đây chờ tôi chút nha. Dạ. Em ơi, em ra đây. Cái gì vậy? Từ từ đi. Chuyện gì? Con cô này bị bệnh, cần tiền mổ liền, nếu không nó sẽ chết. Bây giờ em coi nhà mình còn bao nhiêu tiền, cho cô mượn đỡ đi. Trời đất ơi, anh nghĩ sao? Nhà mình có khi nào có tiền đâu mà còn với hết. Nhưng mà cô này là ai mà sao tự nhiên anh kêu em á cho cổ mượn tiền vậy? Dạ, không giấu gì chị, em ở dưới quê lên thành phố tìm việc làm. Con em đã bị bệnh, mai mà có anh đây giúp đưa đi cấp cứu giùm. Nhưng mà tại em không có tiền, em nhờ anh chị giúp giùm con em với. Nhưng mà cô cần bao nhiêu tiền? Mấy triệu lận. Hả? Mấy triệu? Ừ. Trời ơi, anh gan quá vậy. Mấy triệu mà anh kêu hỏi em. À, hay là bây giờ á cô đi qua bên Sáu Béo hỏi nó còn sao. Nhưng mà họ có tính lời nữa đó. Chị, trời, chị làm ơn em mượn tiền để cứu con em. Em lại chị, chị giúp con em. Đời này kiếm này em ăn hơn. Cô đứng lên đi. Cô đứng lên đi. Kể cái gì? Đi, để tôi dẫn cô á đi qua bên Sáu Béo. Đi, đi đi. Dạ. Đi cô, dạ, anh ở nhà nha. Chị, bơi đó mà gần 20 năm rồi, lẹ thiệt nha. Nó đỡ cho cô. Dạ, nó được mổ rồi. Mai mà em gặp được anh chị giúp. Bác sĩ nói nếu mà trễ một chút xíu nữa là không có cứu được đâu. Được vậy cũng mừng. À, mà chừng nào nhỏ nó được về vậy? Bác sĩ nói mổ ruột thừa không có nặng lắm, chừng nào giúp mổ ổn định là sẽ được về. Vậy tôi cũng đỡ lo rồi. Hôm bữa mẹ con cô làm tôi sợ quá. Em sợ muốn chết theo nó luôn đó. Mấy đứa con em có làm phiền anh chị không? Thôi, nhà này xưa giờ á vắng quen như cái chùa vậy đó. Có tụi nhỏ ở đây rần rần vậy mà vui, không có gì đâu cô ơi. Ừ. Mà chồng tôi á là thương binh, cho nên vợ chồng tôi không có con có cái gì hết trơn á. Có tụi nhỏ ở đây, ổng vui lắm. Nhưng mà tôi sợ mai mốt cô với tụi nhỏ mà đi á thì nhà càng buồn hiu nữa. Chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới thông cảm với nhau. Hồi đầu anh chị còn lấy tiền thuê nhà, riết rồi không thèm cho thuê luôn à. Thì tuổi nhỏ nó xào quần trong nhà riết rồi coi như con cháu của mình rồi, lấy tiền nhà của tụi nó coi làm sao được. Em có phước, có một bầy con ngoan lại có hiếu. Tôi với ông tự nhiên được hưởng phước lây à. Tưởng là hai vợ chồng hiu quạnh tới lúc cuối đời, ai dè trời cho một bầy con. Đi ra đi vô cái nó kêu bằng ba bằng má. Ta nói nghe mát ruột vậy hả? Cô nói thằng Hiếu mới lấy vợ hả? Dạ. Vậy con Di đó ở hẻm cây dừa phải không? Dạ.
Nó có nói nhà nhỏ làm gì không? Em nghe Hiếu nó nói đâu là ba con Di là thầy giáo về hưu. Rồi con Di... Tôi biết rồi, tôi chạy xe ôm qua hẻm cái dừa hoài, tôi biết mà. Hay chà, cái ông già nó khó chịu lắm á. Ủa vậy hả? Nghe nói là con nhỏ kia học đại học gì đó, mà sao lại thương Hiếu cả? Thằng Hiếu nó nói là nhỏ nó nghỉ học, đi bán quần áo ngoài chợ đêm rồi. Lúc này Hiếu nó vắng nhà hoài là đi bán phụ với nhỏ đó đó. Vậy coi mồi, tụi nó gắn bó với nhau nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cô liệu coi sao cho tụi nó cưới sớm đi. Em cũng biết vậy chứ, nhưng mà nợ nần nhà mình... Nợ nần cũng phải trả cho xong. Nếu chậm chút xíu có sao đâu. Gia cảnh cô vậy, thằng Hiếu nó có người thương á, là có phước lắm rồi. Đừng có để nó lỡ duyên toàn nghiệp nó. Nhưng mà không biết bên nhà gái á, có chịu ưng thằng Hiếu hay không. Thôi, được rồi. Để tôi chờ thằng Hiếu về, tôi hỏi rõ ràng coi đó là sao. Anh Tuấn. Hình như ba mẹ của anh không thích em á. Anh nghĩ là không sao đâu. Lúc đầu ai cũng vậy mà. Từ từ em và ba mẹ gần gũi rồi sẽ hiểu nhau hơn. Vậy theo anh nghĩ, ba mẹ của anh có đồng ý chuyện của tụi mình không? Ý kiến của phụ huynh chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Quyết định giữ lỡ anh mà, đừng khóc biết không? Nghĩa là ba mẹ anh không đồng ý thì anh vẫn cưới em đúng không? Em nghĩ anh có dám không? Em vậy mà anh còn dám yêu, chuyện gì mà anh không dám? Vậy là em hiểu anh rồi đó cô bé. Mận ngon quá anh hai, mấy mốt anh hai mua cho em ăn nữa đi. Anh hai đưa tiền cho em. Anh nhẹ, anh nhẹ cho em chơi. Nhẹ, chạy lẹ đi. Nhẹ, lẹ lên đi. Anh nhẹ leo lên cây hái mận. Ông ngoại la cho anh đi. Cái gì vậy? Mận ở đâu vậy? Anh nhẹ leo lên cây hái cái gì lượm. Trời đất, đứa nào bày đầu vậy? Thằng Nghĩa phải không? Dạ, tại Út Mận nó thích ăn mận nên con leo lên con hái. Con leo lên cây rồi có té thì sao? Chưa kể ông ngoại thấy con phá như vậy, ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Đi vô nhà lẹ lên. Mận nè, Mận. Em sao vậy? Em nhớ anh Tư quá. Chỉ vì em thích ăn mận mà anh Tư. Đừng buồn nữa. Vậy đi, sau này anh sẽ trồng cho em một cái mận ở trong sân nhà. Chắc là anh Tư em cũng thích đó. Nè hai đứa. Dạ. Chào con. Ăn mận xong rồi sao không chịu bỏ vào thùng rác mà vứt lung tung vậy? Bất vệ sinh lắm. Tụi con có bệnh không? Bỏ vô dạ đi. Không. Dạ không. Đây nè anh. Đây, bịch này đựng rác nè. Con cúi xuống lụm rác bỏ vô bịch đi. Dạ. Cảm ơn chú. Hai đứa nhớ đó nghe chưa? Mình dạ. Đi thôi. Mận ngon quá anh hai. Anh hai ăn nữa không? Thôi, em ăn đi. Anh cởi giày ra đi. Cởi đây luôn hả? Không sao đâu, em biết mà. Con cãi hoài tao nói gì con không nghe. Con cãi lại à, không chịu nghe lời. Đúng là con với cái mà. Gì? Cái gì đó? Kêu ai vậy? Dạ, chào bác. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, tôi nói không đồng ý cho cậu qua lại với con gái của tôi. Thủ tục lễ nghĩa gì mà làm sao cho nó tổ chức đám cưới hả? Danh chứng ngôn thuận gì đó ba hai. Cưới vợ hợp pháp nha. Dạ, đúng rồi ba hai. Dạ, vụ đời mới khó ăn nha. Dạ. Lúc người ta không cho đó thì mình tìm cách để người ta phải chịu. Bây giờ người ta chịu rồi mình mới tính sao nè. Tiền làm đám cưới thì không có. Em, đến nước này rồi em nói cho bác biết luôn đi. Dạ, tụi con đã... Con mới nói gì? Hai đứa con đã cái gì? Hả cái gì hả? Dạ. Dạ bác cứ tức giận đi, dù gì thì tụi con cũng đã... Dạ. Không có làm đăng ký kết hôn được đâu bác. Mấy người con rể con gái tôi tới như vậy sao? Ba. Dạ. Tình vội vàng. Ba ơi. Cứ chạy qua chắc nó dạy bà anh được à? Dạ. Xin ông
hãy bình tĩnh. Dạ. Mấy má con tôi trôi dạt lên đây gần 20 năm nay không ai có giấy tờ gì hết, cho nên con tôi không được đến trường, không đứa nào xin được việc làm đàng hoàng hết.